Hi. Xin chào các bạn đến kênh Đại Lâm Vua Đồ Dò. Bên vi tàu lao chào bên đao Trần Hoàng Đại Lâm Ba Lô Tây. Đây là sân mương lớn của xe lưu, anh ruột của xe tang. Trước màn hình ông kính đưa làm là Hai Bò, một trong những cầu thủ dày với da trâu da bò, gọi là Hai Bò. Dinh thịt theo 2-2. Còn bên kia là Linh Ốc và Mr. Hồ U58. Linh thì cũng 50 cho rồi, 90kg. Đây, kèo này là thách đấu một đều. Các bạn hãy chờ xem ai sẽ da trâu da bò dày hơn. Còn đây là ông lão đại diện cho chủ sân. 2-1. Bên kia là U58 và U50. Quá ghê. Các bạn nhìn kỹ đi, U53. Đây là U53. Nhung nhang của Hai Bò. Đây là clip kỷ niệm sau này cho Hai Bò. Hai đều, ăn gian quá. Hai đều, quá hay. Đẳng cấp và bóng đi rồi của lão Hồ. Có thể nói đây là sân của xe lưu, anh ruột của xe tang. Còn đây là Lip Rô, chai nóng và chai lạnh 135.000 một chai, chai đá mỏi với gái 145.000 một chai. Các bạn hãy chờ xem Hai Bò. Quá ghê. Một cú công lưới 30 km giờ của Hai Bò. 43, buôn bay. Đây là Vinh Thịt Heo chợ mới. Đẳng cấp và bóng phát bóng vừa rồi của Vinh Thịt Heo. Lại là Linh Ốc. 5-3. Sân này cũng là kỷ niệm của Tài Đen và Tấn An. Tấn An, Tài Ninh và Tài Đen cũng đang có mặt tại sân này. Bóng ra ngoài. 4-5. Buôn Ram. Đây, cú phát năm xưa. Quá ghê. Hai Bò làm gì đây? Quá hay. Quá ghê gớm. Bóng tốt. 5 đều. Có thể nói dân chợ mới An Giang của Đại Lâm. Hiện tại bây giờ toàn là da trâu da bò thôi. 5 đều. Cáp kèo và cáp kèo. Hai Bò làm gì đây? Cú thiệt hại quá ghê. Đây là Vinh Thịt Heo chợ mới. Cú thiệt hại kiểu này giống như ban độ quá. Lại là Hai Bò. Hai Bò làm gì đây? Đứng hình Hai Bò rồi. Đây là cái clip kỷ niệm của Hai Bò và lão Hồ bên kia cùng Linh. Linh Ốc. Đây, có Vinh Thịt Heo. Quá đẳng cấp, quá hay. Trước đây là cái sân cũ nằm bên kia nha các bạn, ngang cái nhà xanh xanh nha. Còn này là sân mới nha, cái sân cũ một lần rất mát, sân này thì hơi chống chạy. Đẳng cấp lão Hồ pha bóng vừa rồi. Lão Hồ là một trong những cao thủ có một đứa con tên là Quách Phù. Quách Phù. Quách Phù đang ngồi bên kia, đang xem cha mình bóng đánh như thế nào, đang rút khỏi kinh nghiệm. Cha con tối về hợp nhau, ok. 9-6. Lại là một phạt thiếu cảm giác rồi của Hai Bò. 16. 10-9. 9-6. Quá ngon bước 1. Hai Bò. Phản công cho Linh Ốc. Quá ghê. Cú đập quá ghê. Ôi cơm. Đây là Hai Bò U53. Lớn hơn Đại Lâm 1 tuổi. Hồi xưa bé không biết chơi bóng. Lớn lên bắt đầu tập tành chơi. Ok. Hết nửa con bò.
7 chân Rambi Krambul. Hoài cho Vinh, phản công cho Vinh đen. Trời ơi, đang tiếc cho Vinh thịt theo. Một pha thiếu cảm giác, quá thiếu cảm giác rồi của Vinh thịt theo. 17. Quá êm, quá êm. Ôi cơm, quá hay, quá hay. Phản công cho Vinh thịt theo. Đẳng cấp và bóng rồi của Vinh thịt theo. Đẳng cấp và bóng rồi của Vinh theo. Lip rồi và lip rồi. Ai có chơi qua la và Medon bị bằng tay. Mua lip rồi xịt vô nha các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều. 8-0. Đây là sân chợ mới. Xin lỗi các bạn, sân mưa lớn, chợ mới. An Giang. Một pha kết thúc tốt rồi của Linh Đốc. Nhìn khuôn mặt thất thần của hai bò, cảm giác như đang bất lực rồi. 11-8. Trời ơi, đang tiếc cho hai bò. Quá hay. Một pha nỗ lực của bóng của Vinh thịt theo vậy rồi. Ôi cơm bỏ canh. Kết thúc chương trình truyền hình đến hết. Xin chúc mừng Lão Hồ và Linh Nóc vào bờ. Còn đây là kèo kỳ tiếp tục các bạn. Rồi, chúc cho các bạn luôn sức khỏe, bình an, sân bóng vui vẻ nha. Mường Lớn, Kiến Thành, chợ mới An Giang. Ok men.